Trên tay mình đây đang là Club de Nuit Intense phiên bản Limited Edition Perfume, một phiên bản mà có rất nhiều bạn nói rằng là nó là phiên bản nâng cấp của chai nước hoa Club de Nuit Intense. Chai này thì mình đã có video review rồi, thì đường link nó sắp sửa hiện ở trên này thì các bạn có thể xem ở đấy. Hôm trước mình có đăng lên Facebook cũng như là YouTube của mình là mình có nên review gộp chung hai em Club này và Supreme Mercy phiên bản Not Only Intense của nhà Apple này không, và cũng có rất nhiều ý kiến. Một bên thì bảo là review riêng cho nó cụ thể chi tiết, một bên thì nói với mình rằng là review gộp chung cho nó nhanh. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ review riêng, tại vì mình có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để so sánh. Và nếu như thấy video hay đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông thông báo nhận được những cái video mới nhất. Còn nếu như làm xong rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Mình tạm thời để cái chai ở đây và chúng ta xem qua một chút về cái hộp của chai nước hoa này. Đây là một cái mà mình rất ấn tượng so với cái phiên bản gốc chỉ là một cái hộp giấy thôi. Phiên bản này thì nó có một cái hộp vô cùng to. Đây các bạn thể nhìn thấy. Ở trên này thì nó ghi là Supreme là Club de Nuit Intense Limited Edition phiên bản perfume. Đó. Và ở trong thì chúng ta có một cái mác giấy. Review nhanh thôi. Và các bạn mở nhai ra thì các bạn nhìn thấy một cái hộp rất là đẹp. Hộp này thì trông như hộp của Kilian vậy. Đây. Đó. Thế thôi. Thế thôi. Và bên cạnh đó thì nó có một cái nơ để cho các bạn buộc vào. Đó là toàn bộ về cái phần vỏ hộp. Còn về cái phần chai nước hoa thì theo như mình đây nó nhìn nó có màu hơi bạc, một chút sáng màu hơn so với phiên bản gốc kia. Và ở trên cái phần thân chai ghi chữ Limited Edition Perfume. Và cái thiết kế thì gần như là không khác gì khác nhau một chút về màu và cái chữ phiên bản thôi. Còn bây giờ thì đến với phần mùi hương của chai nước hoa này, thì khi các bạn xịt cái chai nước hoa này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi rất giống với phiên bản gốc. Nhưng mà nếu như người kỹ thì các bạn thấy là cái nét chua của chanh như mình review ở em phiên bản gốc ấy, Club de Nuit Intense EDT ấy, thì nó cái độ chua của chanh nó rất là gắt. Nhưng mà ở cái phiên bản này thì nó đã được giảm nhẹ cái độ chua của chanh xuống rồi. Và mùi hương nó nịnh mũi hơn. Và thực sự cái top note này thì mình thấy là nó khá là giống với những cái phiên bản mà mình đã ngửi cũ trước đây của Quid Aventus, những cái phiên bản 14, 15, 16. Nó khá là giống, khoảng tầm 5 đến 10 phút sau thôi thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét hơi sừng sượng, hơi sượng ở trong mũi. Thì như mình nói đó là ở chai nước hoa kia đó là cái nét của hoác hương, thì ở chai nước hoa này nó cũng có cái nét như vậy, hơi kiểu gỗ một chút và sượng sượng. Ở đây cũng thế. Và ở cái đoạn giữa này thì cái mùi của em này phiên bản mới và phiên bản gốc này nó chỉ khác nhau ở đúng một đoạn, đó là mùi hương ở cái phiên bản mới nó có phần tươi hơn một chút, nó rõ chanh hơn. Ở đây thì gần như là nó không có rõ chanh, còn ở đây thì nó rõ chanh hơn. Cái vị chua nó được làm mượt mà hơn khá là nhiều. Và khi cái nét sượng sượng chua chua này qua đi thì các bạn nhận thấy là một cái nét ngọt ngọt và nó sự xuất hiện của long diên hương. Thì với cá nhân mình ở cái phân khúc ở cái đoạn này là cái đoạn mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng là chai nước hoa này đã có sự cải tiến rất là rõ rệt khi mà mùi hương của nó so với cái phiên bản Quid ở đây mình có là 19P01 thì nó rất là giống nhau, nó khá là giống nhau luôn, chứ không như em Club de Nuit phiên bản gốc này. Nó về sau thì thực sự là mùi của nó khá là dày khói, còn ở Club de Nuit Limited Edition Perfume ấy, thì khói nó được làm mượt mà, nó vẫn có khói nhưng mà được làm mượt mà hơn cùng với citrus này, chanh này, làm cho cái mùi hương nó rất là vừa phải. Và mình cảm giác rằng là nếu như các bạn xịt, các bạn không ngửi quá nhiều phiên bản của Quid Aventus, hay là các bạn chỉ cần đi thoáng qua một người nào đó xịt cái mùi hương của Club de Nuit Limited này, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ có một sự nhầm lẫn rằng là ui anh này xịt Quid Aventus phiên bản nào mà thơm thế, tỏa tốt thế. Thì đó là một cái điều mà mình phải công nhận rằng là Club de Nuit Limited này nó đã bước được một chân đến cái ngưỡng cửa của Quid Aventus. Có một cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn là chai Quid Aventus ấy mình đã sử dụng qua rất là nhiều những cái phiên bản, và thực sự mùi hương của nó hấp dẫn quyến rũ nhất và mình thích nhất nó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng sau khi xịt ở trên da, và nó chỉ giữ được khoảng tầm 1 tiếng sau đó và mùi hương nó sẽ nhẹ dần. Nhưng mà có một cái điểm mà mình rất ấn tượng ở chai Club de Nuit phiên bản mới này là đó là mùi hương sau khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng sau khi xịt thì nó cũng lên được cái đỉnh đẹp nhất
như ở Great Aventus, nhưng mà nó duy trì bền bỉ ở cái đỉnh đấy đến mãi về sau. Vậy thì với một cái sự thay đổi tốt đến như vậy về mùi hương thì chai nước hoa này có độ bám tỏa ra sao so với cái phiên bản gốc? Khi mà mình xịt Club de Nuit phiên bản mới ra tay ở đây, thậm chí là ở đây, mà mình đã xịt ra rất là nhiều lần để có thể test được một cách chính xác nhất, review cho các bạn, thì em nó khi mới xịt ra thì cái độ tỏa hương là như nhau so với hai phiên bản, nhưng mà mùi hương của phiên bản mới này nó tỏa không được tốt bằng cái phiên bản gốc. Đó là một cái điều mà các bạn nên biết, và đây là một cái thông tin mình nghĩ là nó sẽ bổ ích. Và mình nghĩ là cái sự thay đổi này nó sẽ làm cho cái mùi hương này có thể xịt được nhiều dịp hơn vào mùa hè. Thậm chí là mùa hè nóng ở Hà Nội thì các bạn có thể xịt đến 2 đến 3 shot, chứ không nhất thiết là như em kia, thì em kia thực sự là nó tỏa quá là kinh khủng nên là nó sẽ gây choáng váng. Nhưng mà nếu như với cái phiên bản mới này thì cái độ tỏa hương nó sẽ được giảm xuống. Các bạn không phải lo là mùi hương nó được làm mượt mà hơn thì cái độ tỏa hương nó kém hơn, thì liệu là em này nó có lưu tốt không? Thì với mình, em này còn lưu tốt hơn cả phiên bản gốc. Đó là một cái điều mình rất thích ở chai nước hoa này. Mình rất ít khi khen, tại vì mình muốn là một người review thật là khách quan. Nhưng mà thực sự rằng là em này lưu ở trên da mình. Mình nhớ rằng là mình xịt từ 7 giờ sáng, sau rồi mình đèo người yêu đi làm này. Xong rồi mình về nhà buổi chiều, mình đi đón người yêu, người yêu mình vẫn ngửi thấy được mùi hương này và rất là khen mùi hương này. Và sau khi mình tắm xong thì nó vẫn còn thoang thoảng ở trên da. Đó, nó lưu được rất tốt, mình nghĩ khoảng tầm từ 12 tiếng. Tầm đấy, khoảng xấp xỉ 12 tiếng tùy da. Đó, thì đó là về cái độ lưu hương cũng là về độ tỏa hương so nó với phiên bản gốc. Về cái phần giá tiền của phiên bản mới này thì nó đắt hơn cái phiên bản gốc kia khoảng tầm 500.000, chắc là nó chỉ tầm 2 triệu đồng quay đầu thôi, trên dưới 2 triệu đồng quay đầu. Cái đấy thì mình không rõ lắm, thì các bạn có thể search ở trên mạng. Tại vì cái vấn đề này, cái chai nước hoa này nó không có phân phối chính hãng ở Việt Nam và các bạn phải mua ở nước ngoài, thì các bạn có thể search ở trên mạng, mình chưa thấy chai này có fake đâu. Vậy thì quan điểm rằng là có nên mua chai nước hoa Club de Nuit Limited Edition này không, thì mình sẽ phân tích trên hai khía. Đó là nếu như các bạn không đủ tiền và các bạn chỉ có hai sự lựa chọn, đó là Club de Nuit Intense và Club de Nuit Amat, Club de Nuit Limited Edition này, thì với mình bây giờ mình sẽ luôn luôn vote Club de Nuit Limited Edition phiên bản mới. Thứ nhất là mùi hương nó được làm mượt mà hơn, thì mình cũng không biết rằng đây là chiến thuật của họ, của cái nhà Amat này, là họ tung một cái sản phẩm có phần gai góc, có phần khô cảnh ra để họ với một cái mark đó là làm mùi giống với Quick Enter để hút khách, và sau đó khoảng tầm 1-2 năm thì đã tung ra những cái phiên bản sửa chữa dần dần và một cái giá nó cao hơn để có thể vừa bán phiên bản cũ vừa bán được cái phiên bản mới. Thì cái đấy là cái phần chiến thuật marketing của họ. Thì với cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái phiên bản này là một cái phiên bản nó được ngọt rũa tròn trịa về phần mùi hương và được làm về phần hộp. Thực sự cái hộp này mà các bạn mang đi tặng ấy, thì họ không bao giờ nghĩ rằng là chai nước hoa này 2 triệu đồng đâu. Và mình nghĩ rằng là chai nước hoa này nó phải tầm 4-5 triệu đồng. Nên là nếu như phải lựa chọn mua thì mình khuyên các bạn nên tìm phiên bản Limited Edition này mua. Và về cái độ bám tỏa thì như mình review ấy, thì cái độ tỏa hương nó sẽ giảm xuống và cái độ lưu hương nó được tăng lên. Nên là nó sẽ vô cùng phù hợp với cái thời tiết ở Việt Nam. Có thể là ở các bạn ở nước ngoài hay là những cái bạn mà ở Ấn Độ, Trung Đông, họ sẽ không thích cái những cái chai nước hoa nó tỏa hương kém. Nhưng mà với Việt Nam mình thì cái phiên bản này là một cái phiên bản thay thế hoàn toàn tốt. Còn cái về thứ hai đó là chai nước hoa này có thể thay thế được Great Aventus hay chưa, thì với cá nhân mình nó vẫn thực sự chưa hoàn toàn thay thế được Great Aventus. Mặc dù là Great nó có rất nhiều những cái phiên bản, như các bạn đã biết rồi, chắc chắn là khi mà các bạn mua, các bạn nghe quảng cáo rất nhiều về những cái phiên bản best code rồi thay đổi về mùi hương, độ bám tỏa. Mà nếu mà xét về riêng về cái mặt mùi hương thôi nhá, thì em này mở đầu tươi nhưng mà nó không được sáng như ở Great Aventus, đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là ở cái khoảng tầm 15-20 phút xịt thì nó lại lên cái vai bắc hoắc hương kết hợp cùng một chút hơi gỗ hơi sượng sượng ở mũi, thì có thể là nhiều bạn sẽ không thích cái nét đấy. Và cái điểm thứ ba thì em này nó lại được một cái rất là tốt, đó là nó giữ được cái vẻ đẹp nhất của Quick Aventus ở khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà với cá nhân mình thì tại vì nó giữ rất là lâu ở trên da nên là gần như là lúc nào mình nghĩ rằng là mình đang xịt nước hoa. Và với một cái người gọi là chơi như mình thì mình có những cái yêu cầu nó hơi khắt khe một chút, là đó là
mình muốn những cái nốt hương nó sẽ nhẹ dần để mình cảm nhận được nhiều cái sự biến đổi mùi hương hơn. Thì mùi hương này nó lên đến đỉnh một cái là nó dừng lại và nó cứ đi ngang như thế, không có sự biến chuyển gì. Và thực sự là các bạn phải tắm thì các bạn mới có thể bớt được cái mùi hương ở trên da. Còn với Quid Aventus thì nó vẫn là một cái gì đấy nó kiểu mà một kiểu một cái tượng đài đấy. Nên là với cá nhân mình, trong cái cảm nhận của mình thì chai nước hoa này nó chỉ làm tốt được khoảng tầm 90% thôi, và đặt được một chân tiệm cận được hơn so với Quid Aventus. Còn nếu như bạn có tiền thì mình vẫn khuyên các bạn nên mua Quid Aventus. Còn mùi hương này chỉ là một cái mùi hương tham khảo thôi, và là dành cho những bạn nào thực sự không nhiều tiền, đã mua chiết qua của Quid Aventus rồi nhưng các bạn không có quá nhiều tiền thì các bạn có thể mua chai nước hoa này, nó có thể thay thế được. Và mình tin rằng là không, khi bạn xịt hai mùi hương ra đường thì các bạn rất là khó để người khác có thể nhận thấy được rằng là đâu là của chai Quid Aventus, đâu là Club de Nuit Limited Edition. Và đó là toàn bộ những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta còn gặp nhau ở trong video chai Supremacy Not Only in 10 của nhà Abden nữa, nên là các bạn đừng quên việc like, share và cũng như là ấn nút chuông thông báo để nhận được ngay khi mà video Supremacy kia lên sóng nhá. Còn bây giờ thì xin phép, bye bye.